Phi ơi, gần Tết rồi, em ra món mới đi. Trời ơi, tưởng gì chuyện nhỏ. Đợt này em ra cái món bánh khóm mini, vị chua chua ngọt ngọt. Mọi người ăn cái nhân bên trong là cảm nhận rõ cái sợi của khóm luôn á. Bánh này Tết mà mọi người dùng để biếu tặng hay là mua trữ ở trong nhà đãi khách, nhâm nhi cùng với nước trà đồ hết là hết bài luôn. Mà nói trước, bánh này cũng là chị của Huyền làm á. Huyền chỉ tới phụ thôi, chứ thật ra mà kêu Huyền nghiên cứu món mới tự tay làm để bán hết cho mọi người thì cũng làm không có xuể. Mà mọi người yên tâm nha, chị của Huyền hồi trước giờ là làm bánh ngọt cho nhà Huyền ăn không á. Nói bà khéo dữ lắm, làm bánh nào cũng ngon hết trơn. Trộm vía lần này bả làm cái bánh khóm Huyền ăn vô một cái là ưng liền. Sự ra là cũng còn lâu mới tới Tết, nhưng mà Huyền muốn ra mắt sản phẩm mới sớm. Bây giờ mọi người mua về ăn trải nghiệm thử, nếu thấy ngon Tết mình quay lại mình mua nhiều mình trữ Tết ha. Mọi người nhìn nè, nhà Huyền dùng mới là khóm tươi không đó. Trước khi xay là mình phải cắt ra như thế này nè, sau đó xay nhuyễn lọc nước rồi mình sên lên. Cái công đoạn sên khóm này nó cũng khá là lâu và kỳ công luôn á. Sau khi sên xong thì mình sẽ vo nhân tròn tròn vậy nè. Cái nhân khóm bên nhà Huyền thì cũng đã cân chỉnh cái tỷ lệ đường vừa phải rồi, thành ra khi mọi người ăn nó sẽ có vị chua ngọt hài hòa chứ không có ngọt gắt đâu nha. Mã bánh khóm này là Huyền đặt riêng ở bên lò của chị giao cho Huyền bán độc quyền luôn, thành ra là về giá cả Huyền cũng sẽ cân chỉnh phải chăng cho mọi người nè. Nhưng mà thật sự nha, nếu mà làm bánh hay là nấu ăn gì cũng vậy, phải thật sự yêu nghề mới làm được luôn á mọi người. Thay vì bình thường là làm mấy cái bánh bự bự thì không nói rồi ha, đợt này Huyền bán cái mã bánh dứa mini, ta nói xuống phụ có một ngày mà cái công đoạn nó kỳ công vô cùng. Mà nhìn mấy cái bánh thành hình vậy thấy cưng quá hết mọi người. Sau khi mà nhồi bột vo nhân rồi nắn thành hình xong thì mình sẽ đem đi nướng. Đáng lẽ là mình phải tô cái phần màu xanh lên trên cái cuốn lá nữa thì nhìn sẽ giống cái trái dứa hơn, nhưng mà Huyền có nói với chị là thôi chị cứ để màu nguyên bản vậy đi, tại vì tô màu lên thì nhiều khi có những bạn sẽ không có thích. Vì hiện tại tiêu chí làm sản phẩm của nhà Huyền, một là không sử dụng chất bảo quản và hai nữa là không có dùng phẩm màu. Rồi bánh sau khi mà cho vô lò nướng lần một thì mình sẽ lấy ra mình quết trứng lên phía trên. Làm như vậy thì khi chín bánh của mình nó sẽ vàng nè, với lại nó sẽ thơm hơn á. Để tăng thêm cái độ thơm ngon của bánh thì nhà Huyền sẽ quết hai lần luôn, tức là quết trứng lên một lần rồi sẽ quết thêm một lần nữa. Tuy là nó hơi mất công với nó kỳ công một xíu nhưng mà nó ngon nha cả nhà. Quết trứng xong rồi thì mình cho vô lò nướng lần hai, giờ chỉ đợi thời gian cho bánh chín là mình có thể lấy ra được rồi. Ta nói cái khúc mở cái lò bánh ra ha, một cái mùi nóng nó xộc ra kèm theo cái mùi thơm, nghe một cái là muốn xé cái bánh ăn liền luôn á. Nhưng mà chưa đâu nha, sau khi nướng rồi thì mình phải để cho bánh nguội mới nướng ra, mọi người nhìn vậy á, chứ khi mà mình vô bọc nguội rồi thì xé ra cái màu rất là đẹp đó. Bây giờ Huyền sẽ xé ra một cái bánh thành phẩm cho mọi người xem nha. Mọi người lưu ý giúp Huyền nè, khi mới nướng thì cái vỏ bánh nó sẽ còn hơi cứng, khi nhận hàng về mọi người để thêm tầm 2-3 hôm nữa dùng thì cái vỏ bánh nó sẽ mềm và ngon hơn. Cắn vào cái vỏ bánh nó bên ngoài thì mềm mềm dẻo dẻo, nhân khóm thì chua chua ngọt ngọt rất là thơm luôn. Cái này mọi người dùng để ăn vặt hàng ngày nè, hoặc là dùng để làm quà biếu tặng, là khi có khách hay bạn bè gì tới chơi mình lấy ra mình đãi khách cũng quá là ok luôn. Huyền có bán một hũ như vậy là nửa ký và hai hũ là một ký. Nếu mà mọi người đang muốn thưởng thức thử cái bánh dứa mini của nhà Huyền thì bấm vào trong giỏ hàng bên góc trái màn hình tham khảo thử nha.